Tổng thống Hamid Karzai bỏ phiếu bầu người kế nhiệm tin từ Kabul. Tổng thống Hamid Karzai đã là một trong số những người bỏ phiếu đầu tiên vào sáng sớm ngày hôm nay và đã kêu gọi những đồng bào của mình đi bỏ phiếu để bầu người lãnh đạo đất nước kế tiếp. Sau khi giữ chức tổng thống gần 12 năm, ông Karzai bị hiến pháp ngăn không cho tranh cử một lần nữa, nhưng được cho là sẽ vẫn còn ảnh hưởng trên chính trường Afghanistan thông qua các chính trị gia trung thành với ông. Ba ứng cử viên có nhiều khả năng đắc cử nhất là cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah, cố vấn an ninh quốc gia và là người thân cận với tổng thống Karzai, ông Jamai Rasool và ông Ashraf Ghani, một kinh tế gia nổi tiếng. Cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah từng về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009. Cả ba ứng cử viên hàng đầu đều cam kết sẽ ký hiệp định an ninh với Hoa Kỳ. Hiệp định này cho phép một lực lượng từ 3.000 đến 10.000 quân nhân Hoa Kỳ ở lại Afghanistan để huấn luyện các lực lượng an ninh nước này đối mặt với quân nổi dậy Taliban. Bên cạnh bạo lực còn có mối đe dọa khác, đó là gian lận phiếu bầu có thể sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động như năm 2009.